theo dõi tin tức mới nhất trên kênh báo Sức khỏe đời sống. Thưa quý vị, cập nhật những diễn biến mới nhất về cơn bão số 9 với tên gọi là Bão Rai. Bão Rai đã vượt qua Philippines đi vào Biển Đông vào chiều ngày 17 tháng 12, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021. Hồi 10 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách Bình Định Khánh Hòa khoảng 680 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 đến 165 km trên giờ, giật cấp 17. Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức cuộc họp thảo luận trực tuyến các diễn biến mới nhất về cơn bão số 9. Thủ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tới dự và chỉ đạo cuộc họp. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phân tích, nhận định của các cơ quan chức năng, phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Trần Hồng Thái cho biết, bão số 9 có thể là một trong những cơn bão cuối cùng của năm 2021 và đây là một cơn bão có những điểm bất thường. Theo Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái, hiện nay còn nhiều dự báo về đường đi của bão, thời điểm bão chuyển hướng lên phía bắc nhưng luôn luôn phải đề phòng phương án hướng bão có thể đi sâu vào đất liền. Ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh, dù bão đi theo phương án nào thì vùng biển từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên sẽ bị ảnh hưởng lớn, gió có thể lên cấp 8, cấp 9 và tác động của bão rất lớn. Ông lưu ý công tác cảnh báo tác động gió mạnh, sóng lớn đến tàu thuyền lòng bè ven biển. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đề nghị đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ liên tục bám sát, thông tin cụ thể kịp thời đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh để có phương án chỉ đạo điều hành. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái cũng đề nghị các đơn vị lưu ý về tác động của gió mạnh, sóng lớn và nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến hệ thống đê điều. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của hệ thống dự báo. Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, các đơn vị dự báo của Tổng cục cần sử dụng triệt để số liệu của các nhà dạng khoan DK và hai radar để cập nhật liên tục vào cơ sở số liệu quan trắc, kịp thời đưa ra các dự báo cảnh báo về các diễn biến bất thường của bão. Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu theo dõi sát sao và cảnh báo, đặc biệt khu vực các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đảo Cù Lao Chàm, đảo Lý Sơn, Ông cũng lưu ý, rủi ro bão ở khu vực này rất cao, đặc biệt cần chú ý đến khu vực Bắc Khánh Hòa, Nam Phú Yên, Bình Định, Cảng Quy Nhơn. Bão giờ cấp 17, sóng biển cao 8 đến 10, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Do ảnh hưởng của bão số 9 ở đảo sông Tử Tây đã có gió mạnh cấp 10 giật cấp 11. Hồi 10 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ vĩ bắc, 115,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa cách Bình Định, Khánh Hòa khoảng 680 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 đến 165 km/h giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đến 10 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ vĩ bắc, 110,8 độ kinh đông cách Bình Định Khánh Hòa khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, 135 đến 165 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 9 đến 16 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 118 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 250 km về phía Đông, Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, 100 đến 115 km trên giờ, giật cấp 13 vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, giá mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến số 10 đến 20 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 113,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của giá mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 112,5 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 70 đến 60 km/h giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành một vùng áp thấp Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực giữa biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa cấp 4. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực phía bắc của biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7 cấp 8 giật cấp 10, ở vùng biển giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8 cấp 10, sau tăng lên cấp 11 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 14 giật cấp 17 sóng biển cao từ 8 đến 10 m biển động dữ dội. Từ đêm nay ngày 18 tháng 12, ở vùng biển ngoài khơi từ Thiên Huế, Khánh Hòa, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, từ ngày mai tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần Tam Bảo đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6 đến 8 m biển động dữ dội. Ở vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, từ ngày mai tăng lên cấp 8, cấp 9 vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động dữ dội. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, từ đêm nay ngày 18 tháng 12 đến hết ngày 19 tháng 12, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai công điện và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai, trong đó tập trung vào các nội dung sau. Trước hết, đối với tuyến biển, thông báo hướng dẫn phương tiện tàu thuyền, bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình, để di chuyển phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn, tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú, đồng thời với các biện pháp đảm bảo an toàn dịch COVID-19 không để người trên tàu thuyền, chọi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão ảnh hưởng và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự. Kiểm tra hướng dẫn đảm bảo an toàn tàu thuyền tại khu neo đậu, tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão cho tàu thuyền và người dân ven biển, sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống bão đổ bộ vào đất liền. Đối với khu vực đất liền và hải đảo, ra soát sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mưa lũ, sạt lở phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương Chú ý phương án sơ tán sang ghép tại chỗ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đảm bảo an toàn cho người dân trên các đảo, khu vực neo đậu, nuôi trồng thủy sản, triển khai các biện pháp bảo vệ diện tích lúa vừa xuống giống, bảo vệ trọng điểm đề điều sung yếu, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập sung yếu, hồ thủy điện nhỏ triển khai các hoạt động của lực lượng xung kích tại cơ sở, ra sát nhà ở không an toàn, kiểm soát hướng dẫn giao thông, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố lưới điện. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo cảnh báo thông tin kịp thời về diễn biến bão, xác định vùng nguy hiểm do bão gió mùa đông bắc, dự báo mưa và nguy cơ mưa lũ, lũ quét phục vụ chỉ đạo ứng phó. Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia vùng lãnh thổ tạo điều kiện cho tàu thuyền vào tránh trú bão khi có yêu cầu. Bộ Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Bộ Công Thương chỉ đạo an toàn các dàn khoan, an toàn hệ thống thủy điện, lưới điện, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đảm bảo an toàn các tàu vận tải, Bộ Công an chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các khu neo đậu, khu dự kiến sơ tán dân. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo ra soát phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có yêu cầu, đặc biệt là trên tuyến biển. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với địa phương cương quyết kêu gọi tàu thuyền không để người lại trên tàu thuyền, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức trực ban 24 trên 24, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra triển khai các phương án phù hợp với diễn biến của bão, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và tính mạng người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. Các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Trước những diễn biến phức tạp của đợt bão này, thì người dân nên hết sức cảnh giác và đề phòng với mọi tình huống có thể xảy ra. Những tin tức mới nhất về cơn bão số 9 này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo.